Ủa, sẽ thông báo cho các bạn, bạn nào có cái đồng tóc cần có ký hiệu là TBKT, mình sẽ thu mua cho tất cả các bạn nha. Nay nó đã không khó gì với mình, không gà mình tính làm video mà bận quá các bạn. Mình sẽ mua hai tóc cần là ký hiệu là TBKT và CNB của Covid nha các bạn. Các bạn muốn bán cho mình thì các bạn phải có phí của cái đồng BNB, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha các bạn. Mình sẽ nạp cho các bạn làm phí ra nha các bạn. Mọi thắc mắc liên hệ gì thì mình có để số điện thoại Zalo của bạn các bạn mà anh các bạn. Video mình kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Ồ, giờ bạn nào chưa cập nhật ví thì cập nhật ví lên các bạn. Hiện giờ kèo nhận tên kép này còn làm được nha các bạn. Các bạn cái việc mà đăng ký một cái tài khoản chút ví chút wallet rồi các bạn vào một cài đặt nè, các bạn bấm vào một mà bạn mẹ rồi các bạn mời bấm vào một mời bạn bè các bạn mỗi một lượt mời. Rồi các bạn copy cái link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.